Chuẩn bị nấu một món ăn cái gì đây không biết nữa bà xã. Em chuẩn bị làm tôm tôm xào me cho anh ăn nè. Này tôm càng xanh á, lại bắt trước phải không, bắt trước anh tôm xào me phải không? Dạ. Để xem có chuyến này bà xã mình làm có ngon giống mình làm không. Này tôm càng xanh mà lấy đầu ra rồi còn thịt không nè cả nhà. Rồi ly có ớt chuông nè, một ít bột nêm, muối, tiêu, đường, ớt khô, rồi nước me. Mình có đậu hành lá, tỏi, gừng, rồi cũng như là hành tây. Cái tôm này á thì Ly làm sạch, rửa sạch xong rồi nhúng với bột để mình chiên. Mở lò ra lên. Mở lò lên mọi người ơi. Bữa nay em vô mánh nè ha. Vô mánh rồi. Rồi. Để mọi người nói bắt anh làm không rồi cho anh muốn quẹt miếng. À, quý vị thấy không? Nếu mà mướn người khác làm á, một ngày á là 70 mà phải mướn hai người là 140, mà trong khi á, mình làm á, là chỉ trả có 50 đồng tiền tôm thôi là làm suốt luôn mấy tháng. Anh tính toán cái liền tính luôn á. Không, nếu mà nói về tính là không ai tính lợi bà xã mình luôn. Mà tính kỹ quá. Hai vợ chồng mà ai đời mà tính toán với nhau kiểu này. Em tính quá đi. Trời, dầu nóng chưa? Chưa. Đợi chút nha. Dầu nóng chưa? Thử coi dầu hơi nóng nóng được là được rồi. Biết sao mọi người, khi mà mình chiên xào á, ông xã Ly làm cái bếp này nè, để cho Ly ở ngoài xào với kho rồi nó không có hôi. Dạ, yeah, nó không có hôi nhà. Đó, cho nên á, sẵn có cái giường đẹp nữa, ra hóng mát luôn, ngắm vườn luôn. Nóng ngoài trời luôn. Nóng ngoài trời luôn. Như vậy nó đỡ hôi trong nhà. Giờ mình bỏ tôm vô mình chiên nha. Khi mà cái mình chiên xào gì đó mọi người nhớ trước khi mà bỏ cái dầu ăn qua chảo mình cho chút xíu muối cho nó không có văng tùm lum trúng mặt mình á. Kinh nghiệm quá. Thế nó không có nổ không? Này chỉ chiên sơ thôi. Chiên cho nó đỏ nó vàng. Anh không được biết rồi. Mỗi lần anh chiên rồi anh phải đeo mặt nạ luôn. Anh đã vô bếp là cùng nó hết trơn. Nó văng tứ tùng, giờ anh mới biết sao em bí mật mà em bấy lâu nay em không nói cho anh nghe. Em đứng đó em cười lúc mà nó văng. Anh đầu bếp em nhắc anh làm, là anh nói anh làm mà. Bà xã mình giấu bí mật. Không bao giờ giấu. Ly không có giấu. Giờ không giấu khai ra đi, tiền em để đâu? Cái đó thì giấu kín. Kín mít luôn. Đó, đã chưa? Ngon chưa? Trời ơi. Con tả khoái rồi kìa. Hấp dẫn chưa xã? Ồ, thấy là như là ngon hơn của anh làm rồi đó. Tại này thịt không? Nhưng mà lúc ăn là không biết. Tại tôm này em mua là thịt không? Nhưng mà anh biết sao? Tôm hùm nó tươi. À, cái này nó không có tươi, này nó đá hả? Hấp dẫn, hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Anh làm thì anh không có lăn bột, bây giờ em làm lăn bột. Món này khác ha. Đại khái như là tôm hùm á. Anh còn nhớ không? Tôm hùm xào me không? À, mình làm giống vậy thôi. Mình làm giống vậy. Nhưng mà này là tôm càng xanh. Ôi xào me. Giờ biết. Thấy ghét. Mình bỏ muối vô thấy nó không có văng phải không? Nó không có văng nổ lum la hết. Nhớ nha. Mình chỉ chiên sơ như thế này thôi mọi người.
Giờ Ly sẽ coi con nào chín đi rớt ra. Con này nè. Nó thịt không à? Ừ, nè. Thịt nhiều quá. Giữ bớt cái dầu đi. Còn đó để anh ăn. Mấy con kia không có thịt phải không? Con nào cũng thịt đó. Nè mọi người đã không? Trần với lại anh Maxim. Trên Maxim con này nè. Con này thịt nhiều cho anh Minh Trần. Minh Trần đâu biết ăn tôm đâu à. Còn Ly lựa con nào ốm nhơm ốm nhách ra cho ông xã. Rồi thôi, đó, hết ra chín hết rồi. Thôi, để xem công đoạn kế tiếp là như thế nào. Đợi phải đừng nhau trước nha. Không có gian hả? Không có gian. Sao gian được? Vừa vàng thơm thơm thôi nha. Tỏi á, mình đừng bao giờ mình để cháy. Cháy ăn không có tốt đâu. Tỏi người ta thường là ăn sống. Nhưng mà mình muốn thơm á, mình để nó vừa vàng tới vậy nè. Mình cho cơm vào. Tiêu nè, đường nè, muối, bột nêm cũng như là ớt khô mình cho vào luôn. Đây, đây là ớt chuông cho vào. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá đẹp. Nó hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước me thôi. Nước me này á, các chị và các bạn nhớ cho một ít đường á. Vào đây mình khuấy, mình vừa có thể uống nước me luôn. Nếu như mà mình thấy thích uống nước me thì mình lấy trong đây nè. Me đá hả? À, làm ly me đá đó. Cho nên mình quậy sẵn vậy, mình bỏ đường sẵn. Thơm quá, đây đơn giản ơi, thế rồi. Nhìn thử nước coi. Nó lại ngon quá. Cho miếng nước me nữa cho nó có ăn chút sốt. Mình ăn cơm rồi sau khi mà mình thấy như vậy nè, anh biết nhiệm vụ của anh là gì không? Đi lên múc dĩa cơm. Wow, cái nhiệm vụ này khó khăn quá. Nhiệm vụ bất khả thi đó. Cho đầu hành lá với lại hành tây vào là anh xã đi lấy dĩa cơm được rồi đó. Thôi chưa cả. Hấp dẫn quá. Ngon á, nhìn ngon. Tắt lửa. Nè, tắt lửa nó chín rồi á, cho nó vừa chín tới là ngon rồi phải không? Đây, một dĩa cơm. Cà xanh, cà me xong rồi. Cắm hỏi vừa thở vừa ăn luôn. Ăn cơm cả nhà ơi. Ăn liền tại chỗ luôn mọi người ơi. Ăn rồi, ăn cơm với tôm. Hôm nay thưởng cho món tôm á. Wow, thank you bà xã. Đâu, bây giờ anh lấy một miếng rồi. Anh biết em ăn cơm ít cho nên. Wow. Thử coi ngon không? Wow.
cả nhà. Wow. Con có thịt không cho Minh Trần? Minh Trần không biết ăn tôm mới gọi. Anh lo ăn tôm rồi. Bận rồi. Bận rồi mọi người ơi, chết thiệt. Bận rồi cả nhà ơi. Hai vợ chồng ăn đây. Sao sao ở ngoài sau vườn ăn ngay tại chỗ luôn mọi người. Wow, cái này thịt không à? Thịt nhiều hiếp. Không lấy nĩa luôn hả? Không cần. Bóc tay luôn hả? Ừ. Tay. Ngon không anh? Rồi mình miếng rau thôi. Miếng hành nè, hành. Hành này ở nhà đó các bạn. Hành lá đó. Mới cắt luôn á. Ừ. Ớt này là ở tiệm đó các bạn. Nó ngon gì tiệm đâu mới mua. Ăn gừng á. Em thích cái gừng á. Ngon quá. Kêu bà xã nè. Bởi vì lúc nào nhà có Lily trong tủ lạnh cũng có cái me mà Ly mua ở ngoài tiệm mà nó lột cái hộp ra rồi sẵn rồi đó. Để trong cái bọc đó mọi người. Cái ly nấu nước nấu cái ly bỏ vô, ly dầm cho nó tan ra rồi pha một ít đường vô, lúc nào Ly cũng có sẵn hết. Mình muốn ăn mắm me. Nước mắm me á, trong cái phô á. Cái bắt đầu mình bỏ nước mắm vô, bỏ ớt với tỏi vô là xong. Có liền luôn. Còn mình uống nước đá me. Đầu mình để ra ly cái mình bỏ nước đá vô. Trời, mix lên bỏ đậu phộng vô uống có liền luôn. Thịt không nè. Còn mình muốn xào tôm Khmer, cá Khmer lúc nào ly cũng có sẵn hết trơn á. Cái đầu hành lá xào với cái đầu hành lá xào me với tôm này nè. Cái đầu hành lá xào với cái đầu hành lá. Ăn nó rất là ngon ha. Nước cay nồng nồng anh hả? Đúng rồi. Ăn gì nó mới đã. Bây giờ còn dư nhiêu đây nè. Bà xã ăn 2 con. Đường ăn 3 con, bây giờ còn nhiêu đây nè. Giờ không biết làm sao đây. Để chiều ăn. Chiều ăn hả? Chiều à. Để chiều nay anh uống một chai bia với nhiêu đó đây. Ok, đúng rồi. Ok, Ly và ông xã Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho vợ chồng Ly nha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để vợ chồng Ly có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.